chào mừng các bạn đã đến với kênh On For Kids. Hôm nay cô Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một từ mới trong tiếng Anh ở bài 2 này, Lesson 2. Với chủ đề về màu sắc, What color is it? Trước khi vào bài học, cô Nguyên mời các bạn cùng cô Nguyên xem một vài bức tranh nhé. Ok. Các bạn thấy cô Nguyên có bức ảnh về gì vậy các bạn? Đây là bông hoa, trong tiếng Anh đọc là flower. Vậy đây là gì? Đây là cái đầm. Cái đầm trong tiếng Anh đọc là grass. Còn đây là gì vậy các bạn? Đây là cây bút chì, trong tiếng Anh là pencil. Wow, cô Nguyên đoán là cái này là bạn nào cũng biết hết nè. Đây là quả táo, trong tiếng Anh đọc là apple. Đồ vật này trong tiếng Anh là gì? Các bạn còn nhớ không? Đọc là chair. Còn bức ảnh cuối cùng này chúng ta sẽ đọc là shoe. Cô Nguyên vừa mời các bạn xem các bức ảnh như là flower, dress, pencil, apple, chair, shoe. Trong các bức ảnh, các bạn thấy có điểm chung là gì? Chúng có màu gì vậy các bạn? What color are they? Tất cả các đồ vật cô Nguyên vừa giới thiệu chúng đều có màu đỏ. They are red. Cô Nguyên mời các bạn đọc lại cùng cô Nguyên nhé. Red. Again. Red. One more time. Red. Còn bây giờ cô Nguyên hướng dẫn các bạn đánh vần nhé. Spell that. R E D. Again. R E D. One more time. R E D. Very good. What color is it? Nó là màu gì vậy các bạn? Trả lời là it is red. Đọc lại cùng cô Nguyên nhé. It is red. Again. It is red. One more. It is red. That's right. Các bạn thấy cô Nguyên có bông hoa màu gì vậy các bạn? What color is the flower? Bông hoa có màu đỏ, mình sẽ nói là red flower. What color is the flower? Is red flower. Vậy cái đầm màu đỏ mình đọc là gì? Red dress. Again. Red dress. What color is the dress? Is a red dress. Còn cây bút chì màu đỏ? Red pencil. Again. Red pencil.
What color is the pencil? It's a red pencil. Okay. Wow, vậy quả táo màu đỏ mình sẽ nói như thế nào các bạn? Red apple. It's a red apple. What color is the apple? It's a red apple. Chiếc ghế màu đỏ, tiếng Anh là red chair. Good. It's a red chair. What color is the chair? It's a red chair. Vậy đôi giày màu đỏ tiếng Anh là gì? Red shoe. Again, red shoe. Các bạn có thích màu đỏ không? Các bạn hôm nay có thấy là con Nguyên mặc áo màu đỏ không nè? Nếu như mình thích màu đỏ, mình sẽ nói là I like red. What color do you like? I like red. Again, what color do you like? I like red. Nếu như mình thích màu đỏ, mình nói như thế nào các bạn? I like red. Okay. Ở video này, các bạn được cô Nguyên hướng dẫn cho từ gì vậy các bạn? What color is it? It's red. Again, what color is it? It's red. Good job. What color do you like? What color do you like? I like red. I like red. That's right. Còn bây giờ cô Nguyên kết thúc video ở đây nhé. Cô Nguyên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Goodbye.